Liên quan đến vụ cặp vợ chồng bấm được 4 biển số xe được coi là siêu đẹp gây xôn xao dư luận 2 ngày qua. Và hôm nay 31 tháng 3, Bộ Công an đã phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra làm rõ vụ việc này. Công an Đồng Nai đã làm việc với những bên liên quan, yêu cầu cán bộ phụ trách và vợ chồng bấm được 4 biển số siêu đẹp tường trình lại sự việc. Đồng thời phối hợp cùng các đơn vị liên quan tạm giữ 4 phương tiện để cơ quan chức năng làm rõ nguồn gốc, quy trình và thụ lý hồ sơ đăng ký cấp biển số, niêm phong các thiết bị, máy móc phục vụ việc bấm biển để kiểm tra và xác minh. Được biết, cặp vợ chồng may mắn bốc được biển số đẹp cùng ngụ huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Người chồng cho biết hai vợ chồng làm nghề buôn bán xe máy đã nhiều năm. 4 chiếc xe máy cũng được hai vợ chồng mua về để kinh doanh. 4 biển số bốc được trong ngày 29 tháng 3 là của 4 xe, gồm biển 60B688889 là xe hiệu Suzuki RGV120, biển số 60B688886 là xe hiệu SH150i, biển 60B688888 và biển số 60B688868 là của 2 chiếc xe máy cùng mang nhãn hiệu Yas. Sau khi sự việc xảy ra, người đàn ông này cũng đã chia sẻ rằng bản thân không hề can thiệp về chuyện bấm biển số xe. Chỉ đến ngày cửa hàng hẹn lên bấm số thì mang xe lên để bấm biển. Quy trình bấm biển cũng do bên cửa hàng bấm và hai vợ chồng không trực tiếp bấm. Bên cửa hàng chủ động hết và hai vợ chồng chỉ ký hồ sơ. Còn về những chiếc xe nêu trên thì anh này cho biết ngay sau khi bấm ra các biển số xe đẹp thì chiếc xe Yas được gắn biển số là 60B6 ngũ quý 8 đã được bán với giá là 1,5 tỷ đồng. Cho một người ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Hai chiếc xe máy biển 60B688888 và 60B688868 cùng mang nhãn hiệu Yas thì có một chiếc xe nguyên trong thùng thời điểm anh này mua có giá 500 triệu đồng, chiếc còn lại thì có giá là 300 triệu. Hôm nay 31 tháng 3, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Đăng Hiếu, sinh năm 2000, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội để điều tra về tội trộm cắp tài sản. Trước đó thì Hiếu cạy cửa xe ô tô lấy đi nhiều tài sản cùng các loại giấy tờ bên trong. Khi lấy tài sản, Hiếu nhập vai người tốt gọi điện cho nạn nhân nhận lại giấy tờ để lấy tiền cảm ơn. Quá trình điều tra, công an xác định Nguyễn Đăng Hiếu làm nghề sửa chữa ô tô nên biết các loại xe đời mới, nên nếu không gập gương chiếu hậu thường không khóa cửa. Từ đó Hiếu đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản trong xe ô tô tại các hầm chung cư và khu thương mại. Theo đó, vào tối 15 tháng 2, Hiếu đi xe ôm đến khu đô thị trên địa bàn phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, giật cửa 5 ô tô với ý định trộm cắp tài sản bên trong xe, nhưng các xe này đều khóa cửa. Khi Hiếu đang đi bộ ở tầng hầm lên, bảo vệ của khu đô thị mời về phòng an ninh làm việc. Trước đó, vào ngày 10 tháng 2, Hiếu mở cốp chỗ để tay của ghế lái một chiếc xe ô tô, phát hiện một điện thoại iPhone 6S Plus màu hồng và nhiều vật dụng khác. Hiếu mở máy điện thoại di động và mở được mật khẩu màn hình bằng một dãy số ngẫu nhiên. Và hôm sau thì Hiếu nhắn tin cho chủ tài khoản nói nhặt được những tài sản này. Nếu muốn lấy lại thì phải đưa 30 triệu đồng. Quá trình nói chuyện trao đổi, hai bên thống nhất chủ tài khoản đã chuyển trước cho Hiếu. Việc ăn đồ ăn tái, đồ ăn sống hoặc là chưa chín kỹ có thể khiến chúng ta bị sán tấn công. Mới đây các bác sĩ tại Bệnh viện Bãi Cháy Quảng Ninh đã tiếp nhận một trường hợp mỗi tháng ăn bún bò tái khoảng 4 lần. Và gần đây bệnh nhân hay đau bụng, đi khám thì phát hiện nhiễm sán dây bò. Theo đó, nữ bệnh nhân 28 tuổi cho biết gần đây chị đại tiện ra sán, đôi khi sán tự ra theo đường hậu môn. Theo chia sẻ, bệnh nhân có thói quen ăn bún bò tái kèm rau sống khoảng 3 đến 4 lần một tháng. Dựa trên khai thác thông tin từ người bệnh, thăm khám, xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm sán dây bò, chỉ định điều trị thuốc đặc trị sán theo phác đồ. Sau 24 giờ theo dõi, bệnh nhân tiếp tục đại tiện ra một đốt sán dây khoảng 3-4cm. Theo bác sĩ điều trị, nếu ăn thịt có nang ấu trùng sán dây bò chưa được nấu chín hoặc là sống, nang ấu trùng sẽ vào ruột người. Tiếp đó thì ấu trùng thoát ra khỏi nang, đầu lộn ra ngoài, sán bám vào niêm mạc ruột. Ở đây thì sán hút các chất bổ dưỡng và phát triển. Sán dây bò có thể sống từ 20-30 năm, ký sinh cùng bệnh nhân, kích thước có thể dài từ 4-12 mét. Theo nghiên cứu tại Việt Nam, tỷ lệ nhiễm sán dây bò là 70-80% tổng số ca sán dây, còn lại là sán dây lợn. Nguyên nhân bệnh nhân nhiễm sán dây bò hoặc là sán dây lợn là do ăn thịt bò, thịt lợn tái sống có ấu trùng sán còn sống, nở thành sán trưởng thành và ký sinh trong ruột non. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần vệ sinh cá nhân, ăn uống sạch sẽ, ăn chín uống sôi, không nên ăn các thực phẩm như là rau củ, thịt bò, thịt lợn tái hoặc là sống.
Chú ý các triệu chứng khi nhiễm sán: đau bụng, buồn nôn, đi ngoài phân lỏng, gầy, sút cân để được điều trị kịp thời tại các cơ sở y tế. Thưa quý vị, hiện tượng xe ùn tồn phải chờ thông quan tại các cửa khẩu của Lạng Sơn bắt đầu từ tháng 3, nhưng cảnh ách tắc diễn ra nghiêm trọng trong hơn vài ngày gần đây. Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng, lượng xe đổ về cửa khẩu tăng đột biến. Mỗi ngày khoảng trên 1.000 xe container chở hàng dồn lên cửa khẩu, trong khi năng lực thông quan xuất khẩu thông thường chỉ được một nửa số này. Đến ngày hôm qua, có trên 800 container tồn ở các cửa khẩu, phần lớn là xe chở mít, sầu riêng, xoài, thanh long. Hiện lượng xe hàng ùn ứ được điều vào bãi tập kết trong cửa khẩu, chưa ghi nhận xe phải quay đầu đưa hàng về. Thưa quý vị và các bạn, kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh quý 1 năm nay tăng trưởng thấp nhất trong 5 thành phố trực thuộc trung ương và nằm trong top 10 địa phương có tốc độ tăng trưởng GDP thấp nhất cả nước. Số liệu từ Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh mới công bố, tổng sản phẩm trên địa bàn GDP quý 1 ước đạt trên 360.000 tỷ đồng, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Có 4 trên 9 ngành dịch vụ trọng yếu có mức tăng trưởng âm là vận tải kho bãi giảm 0,6%, thông tin và truyền thông giảm 2,7%, kinh doanh bất động sản giảm 16%, y tế và hoạt động cứu trợ xã hội giảm 4,8%. Mức tăng trưởng của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý 1 xếp thứ 56 trên 63 địa phương. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu nội dung phản ánh của báo chí về việc khách đi taxi sân bay gánh thêm phí, đồng thời đề xuất giải pháp và nêu rõ thẩm quyền xử lý của các cơ quan liên quan báo cáo kết quả về Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 15 tháng 4. Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu khẩn trương nghiên cứu nội dung phản ánh việc chờ đợi để lấy hành lý của hành khách nước ngoài nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất, kịp thời có giải pháp xử lý. Trước đó, đơn vị đầu tư nhà xe để tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thông báo dự kiến từ ngày 1 tháng 4, taxi đón khách tại sân bay Tân Sơn Nhất đi qua nhà xe phải trả các phí vé vào cổng, phí thuê làn tổng cộng khoảng từ 24.100 đồng đến 34.100 đồng một lượt. Thưa quý vị, nhóm Hà Nội Xanh gồm các bạn nhỏ hoạt động vì môi trường vừa tổ chức ra mắt cuốn sách Những người bạn trong khu rừng ngập mặn, được xuất bản bởi nhà xuất bản Thanh Niên. Cuốn sách khoa học thiếu nhi nói về các bạn nhỏ sống ở gần vườn quốc gia Xuân Thủy, Nam Định, cùng những thông tin hữu ích về các loài động thực vật quý hiếm nơi đây. Với sự kết hợp độc đáo giữa tính giải trí và khoa học, cuốn sách sẽ giúp độc giả mọi lứa tuổi, đặc biệt là các bạn nhỏ, nâng cao nhận thức bảo vệ, bảo tồn hệ sinh thái ngập mặn của Việt Nam. Nhóm tác giả cho biết tất cả số tiền bán sách sẽ được tặng lại cho quỹ trồng rừng ngập mặn. Bên lề sự kiện, nhóm Hà Nội Xanh cũng đã tổ chức một triển lãm nhỏ về những bức tranh với chủ đề trái đất theo chiến dịch Ozomaster. Theo đó, gần 50 bức tranh do các họa sĩ minh họa tranh thiếu nhi trên toàn thế giới vẽ với nội dung trừu tượng khiến khán giả suy ngẫm về những gì chúng ta đã và đang làm để thúc đẩy sự thay đổi cho hành tinh, người mẹ khác của chúng ta.